Nancy đã mua một đống đồ Trung Quốc. Đây thì Nancy đã sẵn sàng để review cho mọi người ha. Ok. Cái lần này mình sẽ nói sơ sơ thôi, những cái lần review kỹ sau mình sẽ nói, mình sẽ ăn, mình sẽ cho mọi người biết một cái cảm nhận như nào ha. Cái này là cái món món mì. Mì phải kêu là đậu là siêu phên, một cái kiểu như là mì mà phải là mì mà là bún mà mọi người. Nhưng mà bên trong nó rất là nhiều thứ, với lại nó hơi thúi thúi, với lại có cái mùi măng nữa, rất là ngon. Ăn ăn không được thì thấy nó dở, nhưng mà ăn được thì sẽ thấy rất là ngon. Cái loại này là đậu hũ thúi ha, đậu hũ thúi xuất sắc lắm. Nhưng mà nói chung thì đậu Trung Quốc là cái loại mà như là lần đầu ăn thì sẽ ớn, nhưng mà là ăn được rồi á, ăn một lần rồi á là sẽ bị ghiền ngay. Cái này nó giống như đồ chai Việt Nam vậy đó. Cái loại này lại cay nha, nên Si thích ăn cay cho nên mua cái loại cay xé luôn. Đấy, rồi cái này Si rất là thích luôn á, kiểu nó dai dai, sực sực, giòn giòn. Nó giống như bao tử á, ăn cảm giác như bao tử nhưng cũng không chắc là cái gì, không biết nó có phải đồ chay không hay là đồ thịt nữa. Mấy cái này bên Việt Nam chắc bán nhiều lắm nè, cái này bên căng tin trường trường học bán nhiều lắm nè đó, đúng không? Mọi người ăn lần đầu sẽ thấy dở, ăn lần thứ hai sẽ ghiền, đúng không? Đó kiểu thế đó. Ôi rồi à, cái này là ngày sản xuất hả ta, khách hàng đang mưa là xỉu nha. Rồi cái này bên à Trung Quốc. Trứng cút bé bé, trứng cút đen, trứng cút đen kia gì ta, một bên luôn rồi nhớ đâu, xúc xích, xúc xích với lại cá, kiểu này cá cá có sẵn rồi, người chỉ cần mở ra ăn thôi. Nói chung mì Trung Quốc á, nó cái lĩnh vực ăn giặt của nó khủng khiếp lắm, cái gì nó cũng nằm ăn vặt được á. Đâu có cái chân gà nữa nè, có cái bịch chân gà, xin mua à, đây chân gà đây. Mở ra ăn thôi. Nên khi á thì mới đầu thì nghĩ là mấy cái đồ ăn này chắc là nó sẽ bẩn, như là nó sẽ hại cho sức khỏe. Nhưng mà mình có đứa bạn là người Trung á, mình hỏi mấy cái đồ này ăn mày thấy là ăn có bổ không, mà là ăn có hại sức khỏe không, thì nó nói là không, bạn ăn ta mà ăn thì tốt, không sao, ăn thì giúp giảm cân gì các kiểu á, mà thấy nó đảm bảo lắm nên là thấy cũng an tâm, cho nên là mới dám mua về ăn. Còn đây là mì làm tôm nè, mấy cái loại mì này ăn hơi bị xuất sắc cho mọi người, mà không biết mọi người cảm nhận sao, nhưng mà Linh Si thấy nó ngon, giống như nó hợp khẩu vị người Việt. Tại vì Linh Si ở Malaysia mà, cho nên là mấy cái đồ ăn ở đây khẩu vị mình không thích lắm, nhưng mà đồ ăn của người Trung thì mình cảm thấy là nó hợp với cái khẩu vị của mình hơn. Rồi ha, nay chỉ là sơ sơ thôi, rồi mai mốt mình sẽ ăn rồi nói cho các bạn trải nghiệm nha. Bye bye.